rồi. Không. Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhắc nhở mẹ. Chào các bạn, mình là Đình Trường. Và như các bạn đã thấy, mình đang đứng trước con mẹ S400 Cup bị tháo bánh. Thì trong thời gian gần đây, chắc các bạn cũng biết là cái xe này nó đã quá là nhiều rắc rối và nhiều cái vấn đề không mong muốn khi mà với con xe này rồi. Trong gần chưa đầy 2 tháng, con xe này nó đã ngốn gần nửa tỷ các bạn. Thì trong cái lần gần đây nhất, khi mà đi mình đi công tác cùng với anh Viên từ Bình Tân qua quận 9, chính xác hơn là từ quận 12 quận 9, nó sập cái ổ gà. Và bây giờ mình phải thay cái lốp. Thì mình mới nói lại cái xe này trong gần 2 tháng qua nó đã ngốn gần nửa tỷ rồi các bạn. 2 tháng qua nó ngốn gần nửa tỷ rồi. Mà cái xe này chủ yếu như các bạn nhìn thấy là nó chỉ phục vụ công việc là chủ yếu. Trở lại mình cũng nhân cái dịp này á, thì mình cũng giới thiệu với các bạn về cái xe này luôn. Lần này là mình sẽ sửa chữa cái bánh xe. Thì cái bánh xe này các bạn, hiện tại nó hư là hư cái vỏ xe. Cái vỏ xe thì hiện tại cái xe này á, nó đang sử dụng cái công nghệ lốp là Run On Lap. Run On Lap là cái công nghệ chống mất áp suất lốp đột ngột. Tức là khi mà xe bạn va chạm mà xe mà mất áp suất lốp á, thì nó sẽ hỗ trợ bạn đi thêm một đoạn nữa. Tức là công nghệ lốp nó sẽ như vậy. Và mình là người được trải nghiệm các bạn, mình là người được trải nghiệm luôn. Thì trong lúc di chuyển ở quốc lộ 1A thì xe đã phải né cái nhiều quá nhiều ổ gà đi. Và lúc đó xe đã bị, khi mà sập ổ gà với cái Run On Lap này nè, sập ổ gà liên tiếp thì xe nó không thể nào chịu được, thì lốp đã bị rách một đường khoảng 15 cm. Thì cái công nghệ đó cũng hỗ trợ một phần nào đó thôi, là xe sẽ đi qua được cái đoạn đường đó khoảng 15 đến 20 phút nha bạn. Chính xác hơn là khoảng 10 phút xe sẽ báo lộ, báo áp suất lốp. Mặc dù các bạn đã cảm nhận được rồi, tức là trên xe là các bạn cảm nhận được là xe lăn nó kêu bộp luôn, nhưng mà khoảng 10 phút sau thì xe sẽ báo là mình vẫn dùng xe này để di chuyển cùng với anh Duy đi từ quốc lộ 1A về đến quận Bình Tân. Đó, đây là con ốc của cái xe. Các bạn thấy là đây là ốc hoa nha. Đó, nó rất khác so với các cái con ốc khác. Các bạn thấy là đây là ốc hoa nha. Nó rất khác so với các cái con ốc khác. Để gần hơn thì bây giờ mình sẽ cho các bạn đến với cái phần mâm luôn. Rồi, chào anh. Thì anh Dũng sẽ hỗ trợ mình trong cái quy trình thay cái phần lốp xe này. Thì mình sẽ cùng anh Dũng khám phá xem và các bạn sẽ đến với cái phần lốp xe chi tiết hơn. Đây là cái lốp xe này, đây là cái bánh hai bên mà các bạn thấy, như các bạn thấy nè. Đây, đầu tiên là mình sẽ cho các bạn coi về cái công nghệ bánh đằng trước. Đây, các bạn thấy nè. Đó, cái khoảng cách của bánh á, nó khoảng hơn 20 cm. Nó khoảng 20 cm, nó độ rộng đúng không anh? Từ cái lớp mép trong ra mép ngoài khoảng 20 cm. Đó, cho các bạn coi tổng quan về cái mâm xe. Logo rất sáng nha các bạn. Logo rất sáng. Công nghệ mâm này AMG. Đây là mâm trong. Đây các bạn thấy là cái logo luôn từ tính chủ nè. Như các bạn thấy là logo nè. Đó. Không, Maje in Germany. Đó, các bạn thấy là Maje in Germany. Đó, quay trở lại. Trở lại cái vỏ. Đây là cái vết khá là nặng. Đây là cái vết mà lũng hôm qua. Mặc dù cái vết lũng rất to này, nhưng mà với cái công đây, cái vết nó khoảng 15 cm các bạn. Đó, cái vết xe đã là lũng 15 cm, nhưng mà xe vẫn hỗ trợ di chuyển. Và như các bạn thấy trước mắt á, trước mắt như mà cảm quan người dùng xe chở hai người di chuyển khoảng 40 km, nhưng không hề có một cái gọi là nhìn cảm quan người dùng nha, là có chảy xước mép mâm hay là cong mâm gì hết. Nhưng mà đây là chưa kiểm tra nha. Đây là chưa kiểm tra. Sau khi kiểm tra mình sẽ có các thông số chính xác hơn cho các bạn. Mâm rất bóng. Rồi, nói về cái sau khi review cái vỏ thì mình sẽ cho các bạn xem về công nghệ đây. Đầu tiên mình sẽ đến với cái phần thông số. Đây là vỏ 245 40 20. Thông số của vỏ xe. Đây là thông số của vỏ xe. Đây là gai 99 nè. 99Y là mã gai. Đây là hãng sản xuất Goodyear, một cái hãng sản xuất rất lớn và lâu đời tại Mỹ. Đây là hãng sản xuất công nghệ của Goodyear nha các bạn. Nhưng hãng này sản xuất tại Đức.
Made in Germany nè các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần năm sản xuất 19, 17. 19 là tuần, 17 là năm. Nó sản xuất ở tuần thứ 19 của năm 2017. Đây. Đó. Rồi. Trở sang, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng của ngày hôm nay, đó là công nghệ Run on Flash. Cái công nghệ này của nhà sản xuất họ nói là khi bạn mất áp suất lốp đột ngột thì xe vẫn có thể di chuyển được, với điều kiện rằng là cái đó không quá lớn. Ví dụ như cái vết rách này, cái vết rách này các bạn, cái vết rách này nè, nếu như công nghệ lốp thường á, cái vết rách cỡ này thì chắc chắn rằng xe của bạn sẽ đảo. Nhưng với cái công nghệ này thì xe của bạn có thể di chuyển được một khoảng thời gian khá là dài. Đó, thì mình cảm đánh giá cao về cái công nghệ này và mình cũng là người trải nghiệm với cái xe này luôn. Đây là cái vỏ mới mà anh Dũng đã mang qua. Cái vỏ này á là thông số của nó là 2 45 40 20, tức là 20 là đường kính của mâm, 40 là bề của cái hông của cái vỏ xe, và mâm 20 thì có bọc là được kính. Cái này là mình nặng bao nhiêu ký được không ta? Cái này hả? Dạ. Khi mà nướng thì nó cũng là 9 ký. 9 ký luôn hả? Ở đây như các bạn thấy là có một số thông số mình sẽ cho các bạn xem. Bảo hành là chúng ta có thể bảo hành 5 năm. Đó. Và lốp này chúng ta sẽ bơm áp suất lốp vào xe. Và ta nói là không nên sử dụng khi chiều cao gai lốp nhỏ hơn 1.6mm, tức là 1.6mm đó. Rồi không nên sử dụng chung hai loại thiết kế khác nhau và quy cách khác nhau. Về cái phần thiết kế và quy cách sản xuất đó, thì chắc là các bạn biết rồi, các bạn có thể Google thêm. Rồi, thì bây giờ cái phần vỏ xe thì không có nhiều. Cái này khoảng 8-9kg, khá là bự các bạn, khá là bự. Đây, như các bạn có thể xem, mình khá nhỏ con, cái lốp nó bự như thế này. Để các bạn có thể so sánh được là cái lốp nó bự như thế nào. Còn cái mâm này nha, cái mâm này cực kỳ nặng luôn. Cái mâm này rất nặng. Những cái mâm này nếu mà ước chừng thì phải 30kg. 25kg. Hả? Cả vỏ luôn. 25kg. Đó, 25-30kg. Các bạn thấy là cái thành mình có thể được. Nhưng văn phòng bị bào quá mà các bạn. Và cái khoảng cầu bên trong nó thành cái thành mâm rồi. Đó. Rồi, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái quy trình vận hành và tháo lắp mâm như thế nào, ngay bây giờ mình sẽ cùng với anh Dũng đi đến xưởng tháo lắp và cho chúng ta cùng thấy được cái quy trình tháo lắp như thế nào nha. Mấy ký anh biết không anh? 2 ký. Bánh này
Thấy không? Thì sau khi mình đã cân đo đọc đếm cái máy nó không ảnh hưởng gì rồi thì bây giờ anh nó tháo lắp tại chỗ. Trước khi vô á là vô con dưới trước này. Tức là trước khi vô là mình vô từng con đúng không anh? Không, vô này cách con này vô con này. À, tức là kỹ thuật ha. Đó là cây dưới nó vô đều hết. Rồi, trở lại cái con dưới đây. Rồi cắt một con. Rồi kéo lên đây lại. Rồi. Được chưa? Và xiết con cuối cùng. Đó. Đó, cái con cuối cùng này là cái tập của nó mà để bây giờ này. Rồi. Xiết một đều này. Đó, nó vô đều hết. Đó. Cái bước cuối cùng là xong, xả đậu nè, xả đậu rồi xếp lại. Thấy không? Xả đậu xong. Anh Dũng hiện tại thì đã hoàn thành xong cái việc tháo lắp và hỗ trợ sửa chữa cái thay vỏ của cái xe Mac S400 Cup rồi. Thì cảm ơn anh Dũng nhiều. Và trước khi chào mọi người thì anh Dũng có thể cho mọi người biết là mình đã làm cái này bao nhiêu năm được không ạ? Trong 10 năm, hơn 10 năm nay rồi. Hơn 10 năm nay. Rồi, anh Dũng thì trước là mình có kinh qua những vị trí nào trong đây không ạ? Ừ, thì mình cũng làm nhiều chỗ rồi anh ạ. Rồi, anh là chuyên về vỏ luôn. Chuyên về vỏ. Rồi, anh thấy cái này như thế nào anh? Nhưng là mới lần đầu thì gặp thì thấy mình chưa làm thì thấy nó có phần rất rối. Thứ nhất là nó có là mở lập đầu vô lên để lấy cái vỏ ra đó. Rồi. Chứ mà khi mình đã quen rồi thì thấy cũng theo cái quy trình đó là anh thấy cái anh thay nhiều cái vỏ mẹt ép này chưa anh? Cũng nhiều rồi nha, mà đi mấy thằng này là Dunlap. À, hàng này rất cứng nên nó rất khó. Vỏ gì anh? Dunlap. À, Dunlap. À, rồi. Anh là làm quen vỏ thì chỉ dùng cái từ Dunlap chứ còn anh Dunlap. Rồi. Là rồi. Nó rất là cứng. Cứng. Rồi. Như hồi nãy em thấy anh vô thấy không, hai người mà phải chạy lên chạy xuống rồi. Nên cái vỏ rất là căng trong cái dĩa. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Rồi thay mặt công ty. Thay mặt cảm ơn anh đã hỗ trợ em hoàn thành cái vỏ xe này. Chúc anh thành công hơn nữa trong tương lai. Chúc anh sẽ có được cái định hướng phát triển. Chúc anh là sức khỏe nhiều hơn nha. Rồi cảm ơn anh. Và chào các bạn, thì hiện tại mình đã hoàn thành xong cái việc sửa chữa thay lốp cái con Mac S400 Cup. Như các bạn thấy là cả một hành trình và cả một quá trình luôn. Nó lại tốn của mình khoảng giá tiền thì mình sẽ công bố với các bạn sau. Nó khoảng tầm đó trên 10 triệu các bạn. Riêng cái rò cái vỏ này không, giá bán từ dao động ở ngoài thị trường nó nằm từ 10 đến 12 triệu rồi. Nó chỗ rẻ hơn thì cái đó các bạn có thể tham khảo thêm, để chia sẻ thêm. Nhưng mà đối với chỗ của mình lắp ráp á thì nó trên 10 triệu rồi. Nên mình nói thiệt, mất được lâu sáng bóp luôn các bạn. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều về cái việc mà lau mâm cho bên mình. Rồi, cảm ơn các bạn xem video này. Hẹn gặp các bạn tại những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ bấm like, subscribe cho kênh YouTube Thể Hình Online cũng như THL Duy Nguyễn nha. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo không mẹ gì. Like xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.